ngày 50 thiên, ngày 50. Anh nghe và nhắc lại cách nói. Vậy bọn mình thêm bạn WeChat đi. Nguyên văn là vậy bọn mình thêm WeChat đi. Mà wo men jia weixin ba. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Người của nơi nào ở Trung Quốc? Trung Quốc nào cái địa phương người? Trung Quốc nào cái địa phương người? Vậy à? Chứ yàng à? Chứ yàng à? 0977-309-915 0977-309-915 Facebook không tiện. 脸书不方便. Nếu bạn thời gian dài ở lại Việt Nam, sẽ tải xuống xem. Hội xa giải khẳng khẳng. Bây giờ dùng WeChat. Hiện tại dùng WeChat. Ừ, vì rất tiện. Ừ, 因为很方便.